công nhận chiến tranh qua lâu rồi mà nhà mình vẫn còn kháng chiến trường kỳ hoài hả chị hai? Ủa Sang, chị hai thấy mặt mũi của em cũng sáng sủa lắm mà, em làm gì em bán than hoài vậy? Trời ơi, đàn ông con trai gì đâu, đụng chút là trách à, đụng chút là chê. Coi á, đồ ăn không vừa ý nó, coi mặt nó kìa. Mặt em vẫn bình thường mà, vẫn đẹp trai như con nai thôi. Vậy bán cái đẹp trai đi mà ăn. Thiệt hả chị hai? Em làm mà em không có chịu trách nhiệm đâu nghe. Tao điên lên tao nói vậy thôi. Chứ mày mà làm vậy hả? Mày là con thú chứ không phải người. Chỉ có con thú mới không chịu trách nhiệm với những hành động của nó thôi. Thôi mà hai, hai biết tính anh Sang hay giỡn mà. Anh đi vô cất cặp đi, xong rồi ra ăn cơm. Coi mặt nó kìa. Mà thôi, coi tranh thủ ăn cơm đi. Ăn xong á rồi còn đi nấu bánh nữa. Bữa nay á gói nhiều nhiều một chút nha, đặng bỏ mối xong á còn dư nhiêu hai bưng đi bán. Thì giờ đâu mà hai bán? Thì tối nè, lát nữa hai nhúm lửa hai nấu, rồi cái hai vợ chồng bay ở nhà canh, hai bưng qua bên xong hai bán nè, bán được nhiêu hay nhiêu. Nhanh 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 nhanh, ăn ăn lẹ ăn lẹ. Hai cứ cố à. Trời hai quá à. Anh ơi, ra ăn cơm lẹ đi, chị hai còn đi bán nữa. Công nhận nha, chị hai khó chịu. Không phải, chị hai chịu khó thiệt ha. Chắc nhiều anh mê chị hai lắm. Tao không có cần thằng nào thích thằng nào mê tao hết á. Mà tao cũng không có mê thằng nào. Tao sợ tao mê á, rồi em tao cháu tao nó khổ, tao không có đành. Ai khổ thì khổ chứ, mấy người vừa học giỏi vừa đẹp trai chắc không có khổ đâu hả chị hai?